Trễ Lan Viên, nhà thơ lớn của văn học Việt Nam. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ Trễ Lan Viên, một cây bút của thi đàn văn học Việt Nam, chúng ta cùng nhau nhìn về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ này. Nhà thơ Trễ Lan Viên, tên thật là Phan Ngọc Hoan, sinh năm 1920 tại Cam Lộ, Quảng Trị. Ông lớn lên và đi học ở Quy Nhơn, Bình Định. Ông bắt đầu làm thơ từ năm 12-13 tuổi. Năm 17 tuổi, với bút danh Trễ Lan Viên, ông xuất bản tập thơ đầu tay Điều Tàn. Từ đây, tên tuổi của ông thục sáng trên thi đàn Việt Nam. Năm 1939, Trễ Lan Viên ra học tại Hà Nội, sau vào Sài Gòn làm báo rồi ra Thanh Hóa dạy học. Cách mạng tháng 8 nổ ra, Trễ Lan Viên tham gia phong trào cách mạng tại Bình Định, Thừa Thiên Huế, viết bài và làm biên tập cho các báo Quyết Thắng, Cứu Quốc, Kháng Chiến. Năm 1949, Trễ Lan Viên gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1954, Trễ Lan Viên tập kết ra Bắc làm biên tập viên báo văn học. Ông từng là Ủy viên Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, là đại biểu Quốc hội các khóa 4, 5, 6, 7, Ủy viên Ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Sau năm 1975, Trễ Lan Viên vào sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất ngày 19 tháng 6 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh, thọ 69 tuổi. Năm 1996, ông được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Trong cuộc đời sáng tác, nhà thơ Trễ Lan Viên để lại nhiều tác phẩm giá trị ở cả thể loại thơ, văn, tiểu luận phê bình. Đáng chú ý là các tập thơ Điêu Tàn, Ánh Sáng và Phù Sa, Hoa Ngày Thường, Chim Đảo Bão, Bác Về Quê Ta, Giờ Của Đô Thành. Trong đó có nhiều bài thơ được các thế hệ độc giả yêu mến, như Người Đi Tìm Hình Của Đất Nước, Tiếng Hát Con Tàu, Tổ Quốc Bao Giờ Đẹp Thế Này Chăng. Trễ Lan Viên là một nhà thơ xuất sắc của phong trào thơ mới, góp phần đưa nền thơ dân tộc lên đỉnh cao. Ông đã đem đến sự hài hòa cho thơ mới và cho tiến trình thơ Việt từ năm 1945 đến nay.